Cái gì cơ? Vàng ngày hôm nay đã lên tới ngưỡng hơn 90 triệu một lượng á. Vậy bây giờ nếu mà muốn mua và đầu tư một số lượng lớn về vàng thì bây giờ phải để và cũng như cất trữ ở đâu sao cho nó an toàn và bảo vệ tuyệt đối cho cái tài sản của mình đây? Đó là lý do tại sao cái video ngày hôm nay nó ra đời. Ngày hôm nay chúng sẽ đem đến cho tất cả mọi người một chiếc két sắt đến từ nhà Afebao, và đó chính là em két sắt 80HM ở ngay bên cạnh Trung đây. Và ngay bây giờ hãy cùng Trung đi khám phá và tìm hiểu chi tiết nhá. Như mọi người có thể nhìn thấy, đây chính là cái chiếc két sắt mà Trung đem đến cho mọi người, cũng như là một cái ví dụ giúp cho mọi người có thể là tiện để tham khảo nhé. Đây chính là em Afebao với cái mã là 80HM, có một cái màu trắng sữa vô cùng đẹp mọi người ạ. Nếu như mọi người đang có một cái nội thất tối giản phối với cái em két sắt này thì vô cùng là hợp lý. Với em két sắt này tổng cộng sẽ có bao gồm là 5 tính năng mở khóa. Với 5 cái tính năng mở khóa này thì mọi trường hợp xảy ra mọi người đều có thể là thao tác mở khóa được mọi người nhé. Mọi người có thể là mở khóa cơ, mở khóa mã số điện tử, mở khóa vân tay, mở khóa từ xa bằng điện thoại smartphone, cũng như là mở khóa kép. Ngoài ra thì em két sắt này được cấu tạo và hình thành nên từ nhiều những cái lớp thép vô cùng dày và chắc chắn. Và bây giờ hãy cùng Chung đi xem là cái cấu tạo phần cánh cửa nó dày bao nhiêu ly và hoạt động của cái bộ nhận diện mở khóa vân tay nó có nhạy không nhá. Ở đây thì Chung đã cài sẵn cái vân tay của Chung vào rồi, nên là khi mà Chung chạm vào một cái ngay lập tức nó sẽ nhận diện thôi. Chạm vào cái phần hình tròn màu đen đây nhá. Âm thanh phát lên một cái, mọi người thấy không? Đèn nó sáng xanh này, cầm phần tay nắm xoay sang phải. Đó, mở được chiếc két sắt ra luôn. Vô cùng nhanh nhạy đúng không mọi người? Đi chi tiết cụ thể hơn thì những cái dòng két sắt cao cấp như này đa số tất cả đều được tích hợp cái lưu trữ vân tay lên tới là 100 vân tay khác nhau mọi người ạ. Vậy nên mọi người có thể là thoải mái cho mình cũng như là những người thân của mình, những người mình tin tưởng, họ lưu vân tay vào đây và để họ sử dụng cùng với mình nhá. Ở phần cạnh cánh cửa này, mọi người thấy không? Cái độ dày của cái phần cánh cửa này nó lên tới tận là 1cm, nghĩa là 10 ly đấy mọi người ạ. Ở đây Chung có một cái thước, Chung sẽ đo cho mọi người xem trực tiếp luôn nhá. Đây mọi người có thể thấy này, đó, dày lên tới tận là 10 ly như thế này thì cái cấu tạo nó phải chắc chắn đến mức độ nào thì mọi người hiểu rồi đó. Tất cả những cái dòng két sắt ở trên thị trường thì nó có một cái độ dày cơ bản là từ 3 đến 5 ly thôi, nhưng mà với cái dòng két sắt cao cấp và nhập khẩu như này lên tới tầm 10 ly thì nói chung là nó phải gọi là vô đối mọi người nhé. Đi kèm theo cái phần cấu tạo cánh cửa nó dày như vậy, đó chính là có thêm cả 7 cái thanh phi chốt nữa. Đây là những thanh phi chốt thép đúc đặc phi 32 mọi người nhé. Vô cùng dày và chắc chắn, Chung sẽ xoay và mở ra cho mọi người xem luôn là cái độ dày của nó đến cái mức độ nào nhé. Mọi người thấy không ạ? Nó rất là dày và chắc chắn này mọi người ạ. Và đương nhiên thì Chung sẽ không sờ vào quá là nhiều cái phần thanh chốt này, bởi vì là đa số là được bao phủ quanh cái những cái thanh chốt này, nó là những cái lớp dầu ấy để cho cái bộ phận và cấu tạo của cái những cái thanh chốt này nó được hoạt động một cách trơn tru ấy. Cấu tạo hình thành nên cái chiếc két sắt này thì cũng hình thành và cấu tạo lên từ nhiều những cái miếng thép dày lên tới tận 10 ly mọi người ạ. Vậy nên nó có thể là chống cháy lên tới tận 2000 độ C. Đây là một trong những cái ngưỡng nhiệt chống cháy, chống chịu nhiệt lớn nhất ở trên thị trường rồi. Và Chung nghĩ là với cái em 80HM này thì nó cũng là hạng top đầu của những cái dòng két sắt nhà Afebao rồi. Vậy nên là không còn gì để mà bàn cãi về phần cấu tạo nữa mọi người nhé. Cấu tạo chắc chắn, bản lề thì nằm ẩn bên trong, giúp cho cái phần mẫu mã ngoại hình cũng như là thiết kế nó được tăng cái độ thẩm mỹ hơn, cũng như là có thể là chống được cái việc là trộm có thể là khoan cắt cưa những cái bản lề để có thể nhấc cánh cửa mọi người ra, thì trong trường hợp này là bất khả thi mọi người nhé. Thì khi mà Chung đã mở cái cánh cửa này ra rồi thì Chung sẽ cho mọi người xem luôn cái phần nội thất ở bên trong nhé. Tổng thể nội thất ở bên trong này nó sẽ chia ra làm là 1, 2, 3 ngăn và một cái ngăn nữa, đó chính là ngăn hầm bí mật ở phía dưới đáy của chiếc két sắt này. Với cái ngăn hầm thứ tư này thì mọi người có thể để những cái tài sản mà mọi người đặc biệt muốn bảo vệ cũng như là để cất trữ nhé. Tổng thể bên trong chiếc két sắt này được bọc lót một cái lớp da vô cùng là đẹp và mịn, nó có một cái màu vô cùng là dịu mắt, màu trung tính, đó chính là màu xám như mọi người đang nhìn thấy ở đây. Trông nhìn nó rất là lịch sự cũng như là trang nhã và không kém phần tối giản, vô cùng hợp với những cái nội thất tối giản mà mọi người đang có không gian ở trong nhà mình nhá. Nói về phần không gian nội thất rồi thì Chung cũng sẽ nói về cái phần cánh cửa này. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần bảng logo, nhưng ở bên trong thì nó lại là cấu tạo để mọi người có thể là lắp pin, để khi những cái sản phẩm đồ công nghệ của mọi người hết pin, mọi người có thể là thay pin và lắp pin ở đây nhá. Hoặc là ở trên này nó sẽ có những cái nút này để mọi người có thể cài đặt những cái mật khẩu cũng như cái vân tay của mình. Thì đấy, khi mà mọi người sử dụng xong, mọi người sẽ đậy cái nắp vào. Đó, trông nhìn rất là gọn gàng và đẹp đúng không mọi người. Ở phía phần bên dưới thì cũng sẽ có thêm cho mọi người là một cái giá để mọi người có thể để những cái tài sản của mình nó nhỏ, như kiểu là thẻ Visa, thẻ đen, thẻ tín dụng các thứ, mọi người có thể để hết vào đây thì trông nhìn nó gọn gàng, ngăn nắp, phân chia thông minh ấy mọi người. Không chỉ là bạn sử dụng nữa mà ví dụ như là những người thân của mình nhìn vào thì họ cũng thấy được là đây là một trong những cái sản phẩm vô cùng là chất lượng và cao cấp
cũng như là nói lên được là bạn là một cái con người như nào, đúng không? Ví dụ như là bạn để trong này nó ngăn chia thông minh, gọn gàng, ngăn nắp thì mọi người sẽ biết được ngay bạn là một người rất là chỉnh chu trong công việc cũng như là trong cuộc sống nữa. Và ngoài ra thì nó cũng rất là bền bỉ nữa mọi người ạ. Vậy nên là mọi người không cần phải đắn đo, lo lắng, suy nghĩ về những cái vấn đề là ví dụ nhiều người đồn là những cái dòng két sắt công nghệ và những cái dòng điện tử như này thì nó không bền ấy. Thì theo chúng nghĩ là bây giờ thì công nghệ thì bây giờ điện thoại của mọi người cũng là công nghệ mà, đúng không? Nhưng mà mọi người dùng lâu dài nó vẫn sử dụng rất là ổn định và bền bỉ mà. Và toàn bộ thông tin sản phẩm về cái mẫu két sắt 80HM này thì mọi người có thể là tìm hiểu ở phía dưới phần mô tả của video này. Chúng tôi đều để hết đường link thông tin chi tiết sản phẩm ở dưới đó để mọi người click chuột vào và nó sẽ dẫn sang cái trang web kepvietiep.com.vn của chúng tôi, hoặc là đơn giản là gọi cho chúng tôi qua số điện thoại hotline là 1900 989932 để tư vấn và được hỗ trợ một cách nhiệt tình và chu đáo nhất, và cũng là để được nhận những cái ưu đãi lớn nhất đến từ nhà Vietiep chúng tôi, đó chính là được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần tới trên channel.